Con rồi. Ở kia có con vu vu sợt lắm ấy. Nó đi đâu rồi? Nó đang ở đâu ấy? Nó đi đâu ấy? Đường phố đi bộ này rất dễ quá. Nên ở đây có xe rồi. Nên không có vu. Ông thì chỉ ngoan si. Nên chúng ta sẽ đi. Ờ, đứng đây quay vòng nữa. Đương nhiên mẹ nó thì chắc là chỉ đường đi đường đấy. Thì không. Đường phố đi bộ này rất dễ đông mà chúng ta không qua được đâu. Ấy, ở đây có con rồng nữa đây kìa. Thấy không? Ờ. Đây đây đây, ở đằng trước mặt kia kìa. Ơi 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 ơi, với bố bỏ tay ra con quay bố. Ơi không cần đâu, trời, sắp tay nó để khỏi bị nè. Ôi đây đây đây, mà đã đang gặp được một cái mới, một bữa lên đây. Nè. Thấy không nhá, chúng ta hãy xây lên ở đây này. Thấy không? Ở kia à, đời đời bố có cầm bố tắt tay nạt đất. Ơi 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 ơi, đời chúng ta đã gặp được một con người đây này. Hello, xin chào các bạn không? Có, đời đây chúng ta đang đâu, đứng ở đây. Chỗ này, sao bỏ con? Bắt quay chú con. Đây, vừa quay là mẹ của bố. Đấy, đút nút, không được quay. Chỉ cần cái mẹ cho con to quá không con? Con cần cái mẹ lấy khúc to. Có cái mẹ. À, đứng ở đây. Đây, đây, đây. Đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Đấy, các bạn thấy không? Thấy không? Thấy chào anh Chí. Xin chào. Hôm nay chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta đang ở Tết Trung Thu. Ờ, ở kia có một biển báo gì đây? Biển báo là cần xếp tải 5 tấn. Ờ, đúng rồi. Nên ở đây có phố đi bộ nên quán rất nhiều đông mà. Ờ, phải thật rồi. Ê. Đây là phố đi bộ. Ồ, ở đây có rất đèn kia. Ê, ở kia có rất đèn nữa. Hello, xin chào các bạn. Các con đang đứng ở đâu đây? Phố đi bộ. Phố đi bộ. Đường này là đường Hoàng Văn Thụ con nhé. Và chỗ này là chỗ. Ô, đèn kia. Có gì kìa, đèn kia. Các con cái gì nó vui thế hả con? Trung Thu. Có rất nhiều là trước đúng không? Nào các con đứng gần vào con. Đừng chắn đường người ta. Kia là mẹ dùng gì? Đang tiến lại gần đây là một con sông. Và trước cái xe chở con công là có con lân. Rồi hôm nay thì Thái Viên tổ chức lễ hội đường phố. Ê, bong bóng kia kìa. Kỷ niệm ngày Trung Thu. Bong bóng kia. Đấy con nhìn. Ôi rồi. Ô, cái bong bóng này màu hồng. Ô, con này con quay xuống. Quay con công đi. Chị ơi, chị ơi, đứng dịch ở đây. Không quá mẹ ơi. Chào chú con mà. Đấy, con quay đi. Bước quay con công, con phải dơ con gì mà con công chứ. Ô, con rồng. Ô. Chúng ta đã xem đèn. Ô. Đúng đây. Đúng đây.
để con nhìn nó phải quay này. Đấy.
tí. Đấy, con dơ con quay lại con cá chép. Xe đấy, quay lại cá chép đi đẹp không? Nó chết mọi người rồi. Ờ, con quay vào đúng con cá chép, con quay mọi người. Đấy, quay cá chép đi. Đấy. Con cho to quá nhìn không rõ đâu, con cho vừa thôi chị ạ. Con cho vừa với nhìn tầm mắt của con là được, con đừng cho to quá. Ở kia có gì kia kìa. Tí nữa khác đi qua đây, tí khác đi qua đây mà. Đấy. Đấy, tí đi qua đây mà. Làm gì phải đi đâu ơi. Lý lưa đi qua đây con không quay được. Nó khắc đi qua đây không sợ. Đi qua đây bây giờ mà. Con phải ngồi dậy. Đứng thế là ngồi thế làm sao ấy được. Con phải đứng dậy mới xem được. Đấy. Mẹ bị ngã hả mẹ? Ừ.
ngồi đây thì mình đeo rất là mục tiêu ấy. Mẹ bố đi đâu? Bố quay về đây rồi. Bố quay về chưa? Bố quay về.